JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, một sự trải nghiệm mới, một sự tái tạo âm thanh mới về đặc biệt giải chung và giải chép, hỗ trợ cho những cái đôi loa, những bộ dàn karaoke còn thiếu. Vâng, đôi loa trợ lời siêu dị mang thương hiệu là JBL. Đây là dòng bãi Mexico. Đặc biệt cái dòng này là siêu dị, siêu hay, siêu hiếm các bác nhé. Vâng, bên em về được một vài đôi ạ. Vâng, chờ rất là lâu và bên em săn lùng bây giờ mới về được. Thì đây là cái sản phẩm mà bên em thực sự rất là ưng ý về tất cả hình thức và chất nhạc đã được tái tạo bởi cái đôi loa trợ lời JBL, đặc trưng và giải trung và tập trung và giải chép là chính. Vâng, thì trước mắt quý vị và các bạn, đây là một đôi em lấy tặng một đôi ra và bên em review sản phẩm và review cái chất nhạc được tái tạo bởi đôi loa siêu hiếm như thế này. Vâng, thì một bên em để mà e căng, một đôi này đều có e căng nhá. Em bỏ một đôi có e căng và một đôi à một chiếc không có e căng và một chiếc có e căng để chúng ta dễ quan sát. Về hình thức rất là đẹp, nói chung là hình thức còn khá là đẹp, khá là mới, đẹp không tì vết luôn. Đây đặc biệt là hàng sách tay, chuẩn luôn cho các bác. Các bác nhìn các cạnh nhà thiết kế nó làm nó các cạnh nó rất sắc sảo, rất tinh tế, tạo cho chúng ta cảm giác nhìn một cái sản phẩm nghệ thuật và một chất nhạc tuyệt đỉnh thì đúng hơn. Vâng, thì ở đây là một gồm một cái chép đĩa công nghệ đôm cho cái giải chép rất là mịn và tơi, rất là mịn và tơi, và đặc biệt là một cái loa tập trung và giải trung 10 cm màng carbon rất là đẹp. Vâng, thì em quay một cái mặt sau để chúng ta dễ quan sát. Đây là mặt trước thì không còn gì phải bàn gì ạ. Vâng, nó đẹp không tì vết, dáng rất là đẹp, sờ rất là sướng tay ạ. Đây là loại sơn cao cấp, rất sướng tay, rất là thật tay để sờ, rất thích ạ. Vâng, em xin phép là sẽ ngắt một đoạn và em quay cái phía đằng sau ra để chúng ta dễ quan sát cái cấu tạo và hình dáng cả trước cả sau. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, mặt trước và mặt sau có điều đặc biệt, nó được sở hữu cái phân tần này là chống cháy tuyệt đối luôn. Phân tần rất là đẹp, các bác nhìn cái linh kiện ạ, rất là đẹp, chống cháy tuyệt đối cho các bác đỡ đằng sau đẩy, đằng sau âm ly, công suất khỏe, không bao giờ cháy, các bác dùng vô tư. Ở bên đây là dòng loa hai đường tiếng cho chúng ta giải âm rất là trung thực và sống động, và tái tạo rất là hay ở hai giải tập trung và giải chép, đấy là tập trung cao nhất, nó vẫn có giải bát, nghe rất là tơi. Đây một bát đôm phía trên, một chép đôm phía trên và một bát phía dưới. Vâng, các bạn quảng cáo một chút xíu. Vâng, công suất này nó khoảng tầm 150W. Chúng ta đánh vô tư, hỗ trợ cho những dàn karaoke còn thiếu giải chung và giải chép. Cái này nó đánh vào hai giải, rất là đặc biệt. Nhìn dáng dấp không còn gì phải bàn. Vâng, đẹp không tì vết. Thế đó là mặt sau được có sở hữu một cái mạch phân tần chống cháy tuyệt đối, không bao giờ cháy, gồm hai cuộn cảm, hai tụ nó cháy đây. Vâng, sau đây đó là những chi tiết về cái đôi loa trợ lời siêu dị, siêu hiếm, siêu hay của thương hiệu JBL. Vâng, bây giờ em quay ra mặt trước để chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc nhé.
Đây là nhạc guitar để chúng ta nghe giải cao trước. Vâng, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc bởi cái đơn siêu dị mà đơn JBL từ dòng la trợ lời. Và đây là em đang tập trung vào giải chép để chúng ta cùng trải nghiệm sự mới mẻ với giải âm tái tạo rất là tốt. Vâng, bác ở thấy ở giải cao không ạ? Nó rất là mịn tơi, nhuyễn. Và sau đây em sẽ ngắt tín hiệu kết nối nhé, ngắt tín hiệu kết nối để chúng ta cùng so sánh. Vâng, em đã ngắt ra tín hiệu rồi ạ. Đô la trợ lời này nó sẽ không hoạt động. Và các bác nghe thấy cái giải âm cao hầu như là không có, họ được hỗ trợ rất ít. Bài nhạc nó tối đi rất nhiều. Vâng, đó là sự so sánh một đoạn ngắn. Bây giờ em lại kết nối dây tín hiệu vào. Vâng, em đã kết nối dây tín hiệu thì các bác so sánh được cái giải cao, hỗ trợ rất tốt, hỗ trợ tuyệt đối luôn. Bài nhạc rất là tươi sáng, nghe rất là dễ chịu. Em đo chiều cao của em nói nhé. Vâng, chiều cao của em nó là 40 cm. Chiều rộng em nói là 18 cm. Vâng, em đo chiều sâu. Vâng, chiều sâu em nói cũng 18 cm các bác nhé. Cũng 18 cm. 18 cm chiều sâu. Chiều cao thì là 40 cm. Và chiều rộng của nó là 18 cm. Số rất đẹp. Bác nào lấy số phong thủy luôn ạ. Sơn thì được làm sơn màu nâu. Nâu rất là đẹp. Vâng, bây giờ em sẽ tập trung vào giải chung để các bác cùng so sánh nhé. Vâng, em lại về quay trở về cái bài nhạc mà em hay test giải chung. Nó rất là đảm bảo ở những đôi loa, rất chuẩn. Vâng, là ca sĩ Minh Tuyết. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm một đoạn nhạc giải chung tươi sáng như thế nào nhé. Vâng, đó là giải chung để em lại ngắt tín hiệu giải chung đi anh nhá. Vâng, sự khác biệt hoàn toàn được các bác nhá. Không còn sáng tiếng nữa, nghe rất là tối. Vâng, là sự thay đổi hoàn toàn. Bây giờ em lại gắn vào để các bác cùng so sánh một lần nữa.
Vâng, em đã gắn xong các bác nhá. Vâng, lại trở lại tươi sáng, nghe rất là dễ chịu. Vâng, thì nó là sự trải nghiệm mới với đôi loa trợ lời siêu dị siêu anh, màn thương hiệu JBL, hàng bãi Mexico. Vâng, hàng này số lượng rất là có hạn. Vâng, bác nào muốn sở hữu, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Vika Audio. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức và cập nhật số điện thoại của các bác và tư vấn làm sao để các bác sở hữu phù hợp nhất, giá thành hợp lý nhất. Vâng, thì tuần đó thời gian em cũng giới thiệu khá là chi tiết về đôi loa trợ lời siêu dị mang thương hiệu JBL. Thì bác cũng hiểu được phần nào cái giá trị các bác sở hữu. Các bác sở hữu được cái giải âm tốt nhất, giải kép tuyệt vời, giải chung thì cực kỳ đẳng cấp. Vâng, thưa nên xin phép được dừng video. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Vâng, các bác là một sở hữu, các bác hãy nhanh tay comment số điện thoại nhé. Vâng, hàng rất là hiếm ạ, không có nhiều các bác nhé. Và sau cùng em chúc tất cả các bác một mình được quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.